Hoài Linh ở Mỹ gửi lời xin lỗi vì vắng mặt trong buổi ra mắt phim mới. Lựa chọn Hoài Linh góp mặt trong phim Làm Giàu Với Ma, đạo diễn Trung Lùn cho biết anh chỉ tập trung vào yếu tố chuyên môn, không quan tâm về những tranh cãi khác. Chiều mùng 7 tháng 8, sự kiện giới thiệu dự án điện ảnh Làm Giàu Với Ma diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đạo diễn Trung Lùn cùng các diễn viên Tuấn Trần, Diệt Bảo Ngọc, Quang Minh. Trong đó, nghệ sĩ Hoài Linh, diễn viên quan trọng của phim, không thể góp mặt do bận lịch trình riêng. Từ Mỹ, nghệ sĩ Hoài Linh gửi clip cáo lỗi với đoàn phim và khán giả về sự vắng mặt của mình. Hoài Linh nhắn nhủ, lẽ ra hôm nay tôi phải có mặt để chia sẻ nhiều hơn về vai diễn của mình, nhưng do vướng công việc ở Mỹ nên tôi xin vắng mặt. Tôi muốn gửi lời xin lỗi từ đáy lòng, mong quý vị thông cảm. Tôi xin lỗi đạo diễn Trung Lùn vì không có mặt để nói về em, một người đạo diễn năng nổ, nhiệt huyết trong dự án điện ảnh. Gửi lời đến con trai Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Lê Giang. Hãy thay Linh trả lời những câu hỏi từ truyền thông. Về lý do chọn Hoài Linh góp mặt trong dự án lần này, Trung Lùn tiết lộ cả hai đã làm việc với nhau từ lâu. Bên cạnh yếu tố hài, đạo diễn phát hiện Hoài Linh còn phù hợp với vai bi. Tôi thấy anh Hoài Linh là lựa chọn tốt cho vai diễn này. Trách nhiệm của đạo diễn là tìm được diễn viên phù hợp. Về mặt chuyên môn, anh Hoài Linh có thể giúp nhân vật bộc lộ hết những nội tâm, cảm xúc. Trung Lùn nói thêm, đại diện nhà sản xuất cũng nhấn mạnh tôn trọng quyết định chọn diễn viên từ đạo diễn Trung Lùn. Đơn vị này nhận xét nghệ sĩ Hoài Linh nhập vai nhanh, có sự chìm đắm với vai diễn. Trước thắc mắc đoàn phim có lo ngại những ồn ào trước đây của Hoài Linh ảnh hưởng đến dự án, phía nhà sản xuất nói, dù dư luận ra sao, chúng tôi tin Hoài Linh là lựa chọn đúng đắn về mặt chuyên môn. Về phía Tuấn Trần, anh khẳng định nhân vật trong phim mới có nhiều khác biệt so với các phim trước. Nam diễn viên mong muốn vai Lanh trong Làm Giàu Với Ma sẽ vượt qua được cái bóng của quán, phim Bố Già Hay Út Lục Lâm, Đất Rừng Phương Nam. Tôi có quan điểm làm nghề là luôn chọn những vai diễn khác nhau. Nếu vai mới giống hệt vai cũ thì tôi sẽ từ chối. Với tôi, doanh thu không quan trọng bằng những trải nghiệm, cơ hội làm việc với các anh chị trong nghề hay sự biến hóa qua từng nhân vật, Tuấn Trần nhấn mạnh. Phim Làm Giàu Với Ma ra mắt cùng thời điểm với phim Hai Muối, khiến màn đối đầu giữa Hoài Linh và Quyền Linh nhận được sự quan tâm, đặc biệt là khi cả hai đều cùng khai thác chủ đề cha con. Về việc này, đại diện nhà sản xuất đưa quan điểm, cùng vào vai cha thì chắc chắn hai diễn viên trong hai phim sẽ có sự thể hiện khác nhau với những cảm xúc khác biệt trên màn ảnh rộng. Việc có hai tác phẩm cùng ra rạp sẽ như một bữa buffet cho khán giả lựa chọn trong dịp lễ sắp tới. Làm Giàu Với Ma thuộc thể loại giả tưởng, hài hước với mạch truyện chính xoay quanh nhân vật Lanh, Tuấn Trần thủ vai, một thanh niên mê cờ bạc, và Hồn Mana, Diệp Bảo Ngọc thủ vai. Nhân vật Na có giao kèo giúp Lanh làm giàu bằng các trò đỏ đen. Từ đó nhiều câu chuyện dở khóc dở cười và cả biến cố đã xảy ra, khiến mâu thuẫn giữa Lanh và cha ruột, ông Đạo, Hoài Linh thủ vai, bị rạn nứt. Phim còn có sự tham gia của diễn viên Lê Giang, La Thành. Ngoài phát hành trong nước, Làm Giàu Với Ma gây chú ý khi được công chiếu ở một số thị trường như Indonesia, Malaysia, Campuchia.